Dạ, sếp kêu em vào có việc gì không ạ? À? Cô Hân nè, tôi có nghe một tin đồn liên quan tới cô. Tin đồn liên quan tới em. Ừ, tôi hỏi thiệt. Và tôi cũng muốn cô trả lời thành thật. Dạ, sếp cứ hỏi, em sẽ không giấu giếm điều gì đâu ạ. À? Cô và Bảo Nam quan hệ như thế nào? Sao sếp lại hỏi em như vậy? Đương nhiên là quan hệ đồng nghiệp rồi. Và cụ thể hơn nữa, Bảo Nam là nhân viên của em. Nhưng sao sếp đã đề cập tới Bảo Nam? Chẳng lẽ có liên quan tới Bảo Nam à? Mọi người trong công ty đang nghĩ hai người đang có tình cảm với nhau đó. Ừ, không hề có chuyện đó đâu ạ. À? Mà sao họ lại nghĩ như vậy? Nếu cô khẳng định như vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi không muốn những tin đồn như vậy rầm rang trong công ty, sẽ ảnh hưởng đến môi trường làm việc và nhiều thứ khác nữa. Dạ, cảm ơn sếp đã tin tưởng em. Em biết phải làm gì rồi ạ. À? Tôi cũng rất tin cô. Em xin phép sếp à? Ừ. Chị Hân, em có mua quà cho bé Na. Chiều nay tan sở, em ghé nhà chị chơi nha. Ừ, thôi, chiều nay chị chở bé Na qua nhà ngoại chơi rồi. Không có ở nhà đâu. Với lại, từ đây em đừng ghé nhà chị nữa nha. Ủa, chị sao vậy? Bộ chị có chuyện gì không vui hả? Chị không sao hết. Em về chỗ làm việc đi. Gì có. Em đây thì thiếu gì người ủng hộ em chứ. Em rủ anh ra đây là để thư giãn. Sao mà anh cứ rủ hoài vậy? Vui lên đi anh. Anh đang vui mà. Anh nói dối giỡn ẹt à. Cho nên mai mốt á, đừng có nói dối nữa nha. Em biết là tin đồn ở trong công ty á, khiến anh không được vui. Nhưng mà anh coi như nghe lỗ tay bên này rồi qua lỗ tay bên kia đi. Hơi đâu mà để bụng cho mệt. Đúng không? Tin đồn gì? Thì tin đồn anh với chị Nhã Hân đó. Ủa, anh không biết gì hết hả? Thì ra đó chính là lý do mà chị ấy thay đổi với mình. Anh uống đi. À, được rồi. Uống hết luôn đi anh. Thank you.
sao hôm nay đi trễ vậy? Chị Hân, ra ngoài em có chuyện muốn nói với chị. Có chuyện gì vậy em? Chị ra ngoài đi rồi nói. Có chuyện gì vậy ông? Có phải tin đồn trong công ty nên chị làm như vậy đúng không? Phải. Chị nghĩ điều đó tốt cho cả hai. Cái gì là tốt, cái gì là không tốt? Chúng ta có làm gì sai đâu mà phải sợ họ như vậy chứ. Chị không thích như vậy. Không thích mình trở thành đề tài bàn tán để người ta bàn ra tán vào. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc và cả công ty nữa. Chị, có phải là hôm qua sếp kêu chị vô phòng là vì chuyện này đúng không? Em xin lỗi chị vì những tin đồn này mà ảnh hưởng đến chị. Nhưng chúng ta trong sạch, mặc kệ người ta muốn nói gì nói. Chị, chúng ta biết mình trong sạch thôi, chưa đủ đâu. Vậy thì bây giờ chị muốn em phải làm sao? Bây giờ im lặng cũng không được, thanh minh cũng không xong. Bây giờ chị muốn em phải làm gì đây? Từ nay chúng ta hạn chế tiếp xúc, ngoại trừ thật sự cần thiết trong công việc. Rất vô lý, em không đồng ý. Tại sao chúng ta phải làm như vậy để chiều theo ý mọi người chứ? Đó là cách duy nhất để dập tắt tin đồn. Nếu như chị cảm thấy sự có mặt của em ảnh hưởng đến chị, em sẽ xin nghỉ việc ngay tức khắc. Chị em nhất quyết không làm gì được đâu. Alo. Anh nè em yêu. Anh Lâm hả? Anh gọi có chuyện gì không? Anh mới về Sài Gòn nên tính hỏi em tối nay có rảnh không? Mình ra uống cà phê nha em yêu. Không rảnh. Vậy à? À, mà không, em nhớ rồi, tối nay em rảnh. Ồ vậy hả? Vậy tối nay mình gặp nhau ở quán mà mình thường tới nha. Không, tối nay em không muốn tới chỗ đó. Em muốn tới chỗ khác. Chỗ nào vậy? Tối nay anh sẽ biết. Em sẽ gọi lại cho anh sau nha. Ok. Chơi này nữa đi cô. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe that. Sao em mua nhiều quá vậy? Một mình xài sâu hết. Hôm nay á, em không được vui nên em phải mua thiệt là đã. Đừng có cản em, ok? Ok. Bên nào, không được phá. Dạ.
Ý, ở đây có cuộc vui chơi nè. Con thích trò chơi không? Dạ thích. À, mà Na nè, chú Nam mới hay qua nhà con chơi lắm đúng không? Dạ. Chú Nam hay qua nhà con chơi lắm. Chú Nam còn hay phụ mẹ làm việc nữa. Và hay mua đồ chơi cho con nữa. Trời ơi, vậy là Na sướng quá rồi. Sắp có ba mới rồi đó. Không đâu, không phải ba, chỉ là chú Nam thôi. Nhưng chú Nam á, thương mẹ hơn với bé Na nè. Thì sắp thành ba mới của bé Na rồi đó. Mày mốt á, mẹ Hân á cũng sẽ thương chú Nam luôn. Không đâu, mẹ Hân mẹ nói chỉ thương mình con. Con không cho mẹ Hân thương chú Nam đâu. Cô đừng nói nè, vậy. Nè, 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 hai cô cháu kia nói chuyện không mà không chịu xách giùm tôi gì hết vậy. Có người ghen tị kìa. Cười gì? Cười tôi nha, nhớ nha. Cô tô màu này đẹp nè. Đâu vậy? À, em tới chở chị và bé Na đi chơi. Không, bữa nay chị với bé Na ra ngoài có việc rồi. Em về đi. Vậy thì chị và bé Na đi đâu á? Em chở đi luôn cho. Không cần đâu, chị tự đi được. Em về đi. Vậy thì bây giờ để em vào đưa quà cho bé Na xong rồi em về. Dù sao thì em cũng đã mua quà cho Na rồi. Lúc ở công ty, chị nghĩ là chị đã nói rất rõ rồi mà. Thì em cũng đã nói rõ ý của em rồi mà. Em sẽ không làm theo ý của người khác đâu. Nam. Bé Na. Bé Na, chào con. Na, sao con không chào chú Nam? Chào chú. Ngoan, con đang ngồi tô màu hả? Em uống gì? Thì chị cho em uống nước gì, em uống nước đó. Vậy uống nước lọc nha. Nè Bé Na, con coi chú có món quà cho con nè. Chú chú chú. Đẹp không, đẹp không? Con có thích không? Con không thích. Con không thích. Sao vậy? Có bông này không đẹp hả? Chú mua quà cho con mà. Nè, con cầm lấy đi. Nè. Con không thích gì hết. Con không thích quà của chú. Con không thích chú. Có chuyện gì vậy? Con ghét chú Nam. Sao vậy? Bình thường mẹ thấy con thân thiết với chú Nam lắm mà. Con ghét chú Nam. Chú Nam đi theo mẹ hoài, làm mẹ hết tình cảm với ba. Ai nói với con như vậy? Con muốn ba mẹ về ở với nhau. Ba thấy chú Nam qua chơi nhà mình hoài nên ba không về nữa. Mẹ và chú Nam chỉ là đồng nghiệp, không có chuyện như con nghĩ đâu. Vậy mẹ có quay lại với ba không? Đó là chuyện hoàn toàn khác. Mẹ cũng mong muốn có một gia đình đầy đủ cả ba và mẹ cho con. Nhưng quan trọng bây giờ, ba và mẹ đều rất yêu con. Mẹ yêu con. Con có yêu mẹ không? Dạ con yêu mẹ. Nếu mà con có gặp chú Nam thì con cứ đối xử với chú ấy bình thường nha. Con cáu giận như vậy là không có hay chút nào hết. Như vậy là hư lắm, con biết không? Dạ con biết.
nên chúng ta hạn chế tiếp xúc, ngoại trừ thật sự cần thiết trong công việc. Khuya rồi, em về đi. Cảm ơn em nhiều lắm. Rằng anh rất yêu em. Từ bấy lâu anh đã lừa dối anh. Người ơi, anh luôn nhớ em. Mình đã tiếp xúc rất nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ mà đâu cảm giác kỳ lạ như vậy. Hay là mình đang yêu Nhảm Nhi. Tại sao mình cứ phải suy nghĩ về Dế hoài vậy? Mà hình như Dế cũng thích mình mà. Chỉ là Dế cố tình che giấu cảm xúc đó đi thôi. À, mình có cách rồi. Chị ấy sẽ phải thú nhận tình cảm với mình mà thôi. Thì hôm nay mình cũng xả được cơn giận. Ai biểu chị của anh nó chọc tôi giận chi, cho nên là anh phải gánh thai thôi. Nhìn thấy anh cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Xuân nào qua rồi người đánh con hứng hờ, để trong khóe mắt cay còn mãi vẫn vương. Vượt qua ngàn tháng trăm để gieo tình yêu này, chọn nơi ta không rời xa, chọn nơi ta không rời xa. Anh Nam, anh chở em đi gặp khách hàng nha. Anh được thôi, chở người đẹp là vinh hạnh của anh mà. Mình đi liền nhé. Đi à? Đi anh. Đi nhanh lên. Lẹ. Rồi. Lắm. Cảm giác rất là tự do, thoải mái. Chưa,
ngồi hoài trong văn phòng tù túng quá. Anh có thích vậy không? Anh Nam. Anh Nam. Hả? Ủa, anh có nghe em nói gì không? Em nói gì? Em nói với anh á, là anh có thích đi ra ngoài làm việc với em không? Thì anh cũng thích. Nãy giờ đi với em mà sao anh cứ im lặng hoài à? Tâm trí anh để đâu đâu vậy? Tại anh đang suy nghĩ về lô hàng sắp tới phải giải quyết như thế nào. Trời ơi, đi với em mà anh cứ để tâm tới công việc hoài à. Anh mà không để tâm tới công việc á là anh bị sa thải liền đó, có biết chưa? Sao hỡi gì, chuyện đó anh khỏi lo đi. Có em ở đây nè, ai dám phủ nhận anh hả? Ghê vậy ta. Thì ra là anh có một cây dù to bự kế bên mà anh không hề biết luôn. Chứ sao, bây giờ anh biết cũng chưa muộn đâu. Có mới nói rồi nha. Công nhận gió tự nhiên vừa mát mà vừa dễ chịu nữa ha. Ngồi gần sông mà, cho nên sao không mát được chứ. Xuân nè, chúng ta mãi mãi như thế này nghe. Mãi mãi như vậy là sao? Là anh muốn nắm tay em đi suốt cuộc đời này. Trời ơi, bữa nay sao dẻo miệng dữ vậy ta. Anh nói cho em biết nghe, lãng mạn kiểu này á là anh mới vừa học ở trong phim đó. Trời ơi, hèn chi sến vô bờ bến. Sến, nhưng mà người ta nói thật chứ bộ. Ủa, em có nói là anh giả đâu mà anh phải thanh minh. Thì nói chung là anh sợ em nghi ngờ, rồi em sẽ không tin vào tình cảm của anh. Nói thật á thì em cũng tin anh, mà tin khoảng 90%. Sao kỳ vậy? Có vụ tin 90% rồi 10% để đâu? Thì đó là những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ những người dày dặn tình trường đã truyền đạt lại cho em. À, anh biết rồi. Cái này á là do nhà hơn dạy em có đúng không? Không, em học ở trên diễn đàn của những người phụ nữ. Anh nói cho em nghe, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, em làm sao mà em nghe mấy cái người trên mạng được. Anh yên tâm, em là người biết phân biệt đúng sai, em biết cách chọn lọc. Hết. Nếu đúng như lời em nói á thì anh đỡ lo. À, có chuyện quên nói cho em biết. Hồi sáng nay anh vô phòng Trọng Hưng, tình cờ đúng lúc Trọng Hưng đang nói chuyện điện thoại với Quế Chi. Hình như Trọng Hưng muốn đưa Quế Chi vô đây. Anh Trọng Hưng muốn đưa bà Quế Chi vô đây hả? Mà anh nghĩ suy cho cùng á thì Trọng Hưng làm như vậy cũng đúng. Em nghĩ thử coi, bây giờ Quế Chi ở ngoài có một mình nè, vừa bầu bì rồi vừa chăm sóc con nhỏ mẹ già nữa. Một thân một mình cổ sao lo nổi. Anh nghĩ sao mà đúng hả? Ủa, anh lo cho chị Quế Chi, anh tội nghiệp chị Quế Chi. Vậy còn chị nhỏ hơn thì sao đây? Đỡ hai người đó chạm mặt nhau thì sao? Theo anh á thì cho họ chạm mặt nhau cũng hay chứ. Trốn tránh qua như vậy đâu có phải là cách đâu. Thà gặp nhau một lần đi, rồi giải quyết hết các khúc mắc luôn, vậy có phải tốt hơn không? Tốt gì mà tốt hả? Nghĩ sao mà tốt? Đàn ông mấy người á vừa ly dị vợ xong, cái rước tình nhân vô ở như vậy. Đàn ông mấy người tính toán hay quá hả? Đúng là cá mẹ một lứa. Cái chuyện này á là do Trọng Hương tính, chứ không phải là do anh tính đâu mà anh đổ lỗi cho anh. Thì anh cũng là quân sư, anh luôn kề cận bên anh Hưng, chắc gì anh không góp ý thêm hả? Anh nói cho em nghe, cái chuyện này là anh vô tội. Hai người á bên nhau chậm chạp như vậy mà vô tội hả? Vô số tội thì có. Mỹ Xuân, đang nói chuyện chưa nói hết mà em tính đi đâu vậy? Đi về. Mỹ Xuân, tự nhiên cái giận mình à. Vậy mà hồi nãy nói là biết phân biệt phải trái đúng sai, bỏ tài luôn.
Chào Nam. Hai, xin chào. Chào. Dạ. Xin chào. Hôm nay có gì vui vậy Nam? Dạ. Ôi, xin chào cả nhà. Hôm nay cuối tuần á, xin chào. Cả nhà có đi đâu chơi không? Nói cho Nam nghe chứ. Dạ không. Em không đi đâu hết trơn á. Tôi là tôi ở xạo nhà ngủ cho khỏe. Trời ơi, nghỉ có ngày mà. Chào anh. Dạ, đúng rồi. Em sẽ cung cấp thêm thông tin cho anh. Ông biết sao không? Tại vì anh cho em xin địa chỉ mail. Em sẽ gửi thông tin qua mail cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Chết. Cái bản hợp đồng anh mới lưu trên đây đâu mất tiêu rồi ta? Anh kiểm thử trong document coi có không? Anh nhớ là hôm qua anh có lưu rõ ràng ở trong máy mà ta. Bảo Nam, anh đã kiếm được chưa? Anh kiếm được rồi. Thì ra nó nằm trong đây. Alo. Tôi sẽ gọi lại sau à. Alo. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Dạ rồi, dạ em sẽ cung cấp thông tin. Dạ, hẹn gặp lại anh sau. Thời tiết hôm nay có vẻ khó chịu quá. Chào chị. Chào chị. Chị là... Tôi là Mà Trọng Hưng đây. Mời chị ngồi. Dạ. Cảm ơn chị. Trưa chung nha. Ok. Hôm nay Nam sẽ mời mọi người nha. Trời ơi, hôm nay Bảo Nam có chuyện gì vui vậy ta? Mỗi ngày đều là một niềm vui mà. Ngày mai cũng vậy nha Nam. Anh Nam mà vui hả? Là nguyên cả tháng, cả phòng mình có lợi lắm luôn á. Chị Hân ơi, chị Hân đi ăn với mọi người luôn nha. Trưa nay chị có hẹn với khách hàng rồi, chắc không đi chung được. Vậy thôi, dạ xin phép tụi em đi trước nha. Tụi em đi vậy đi. Đi em. Thôi, mọi người cứ ra trước đi nha. Tôi ra sau. Ok. Ok, đi. Mình đi. Em ra mọi người đi, anh để quên điện thoại ở trong. Em cứ ra ngoài trước đi, anh ra liền. Đi. Vậy nha. Tôi không nghe Quệ Chi nói chi hết. Tụi nó cũng lớn hết rồi. Tụi nó có quyền quyết định hạnh phúc cá nhân của mình.
làm chỉ có hạnh phúc cá nhân. Cuộc sống của một con người còn liên quan đến bố mẹ, con cái, bà con họ hàng và cả xã hội. Nếu không có đạo đức làm rường cột thì lấy cái chi mà chống đỡ một căn nhà? Có lý. Không phải khi mô cũng có thể tỉnh táo và lý trí được như vậy. Sao lại không? Ngay khi phạm sai lầm lần thứ nhất, con người ta đã phải dừng lại. Đừng để tình cảm dẫn dắt rồi ta lại tiếp tục sai lầm lần thứ hai, lần thứ ba. Mà Dạ bà. Quế Chi đó à? À, này, bác có mang chảo cà chép đến cho con dưỡng thai đây. Dạ. Dạ con cảm ơn bác. Bộ điện thoại đâu rồi ta? Chà, mình nhớ là mình để ở đây mà. Đâu rồi ta? À đây rồi. Alo, em hả? Anh nè. Hôm nay em rảnh không? Đến công ty đón anh nha, lúc 5:30. Ok ok. Tới luôn hả? Em đứng chờ ở đây có lâu không? Chào anh. Ồ, lâu ngày không gặp em. Nhìn em càng ngày càng xinh đẹp ra đó nha. Ồ, anh làm ở tòa nhà này đó hả? Nhìn anh giống nhân viên văn phòng thứ thiệt nha. Mà em về Việt Nam lâu chưa? Em về được 1 tuần rồi. Vậy em có hay thường xuyên liên lạc với nhóm bạn cũ không? À, cũng ít tại anh. Thôi, mình kiếm quán nào ngồi nói chuyện đi. Ok. Mình đi anh. Ok em, mình đi em. Anh lái xe đi nha. Anh lái hả? Anh quay đầu xe lại, mình đi hướng này nha. Ok. Xe em bị sao vậy? À, xe em bị lủng lốp. Em mà chạy nữa là nát ruột xe luôn đó. Vậy anh có biết chỗ nào gần đây có chỗ giá xe không anh? Cái này mà sửa bằng tay thì rất khó. Tôi biết cách đây khoảng 500m có một chỗ sửa xe tương đối tốt. Vậy anh giúp em nha. Em đưa chìa khóa đây tôi giúp. Nhưng mà anh muốn lấy chìa khóa làm chi vậy? Cô không biết vụ này. Xe này bị lủng bánh rồi cho nên đẩy hơi nặng. Cô đưa chìa khóa đi, nổ máy lên đẩy sẽ nhẹ hơn. Sao không? Không sao đâu.
tay chảy máu còn nó không sao nữa. Không sao đâu mà. Thôi không sao, về nhà đi, tôi băng bó cho. Ôi da, đau quá. Ây da, ây da, ây da, đau quá. Ôi trời, đau. Ây, đau quá. Ây da, ây da, đau quá. Mẹ ơi, con xong rồi. Con làm đúng hết rồi đó. Con gái của mẹ giỏi ghê vậy đó. Vậy mẹ có thưởng gì cho con không? Cuối tuần này mẹ dắt con đi coi phim ha. Có phim hoạt hình mới đó. Yeah, con mong tới thứ bảy quá à. Còn bây giờ thì đi ngủ đi. Dạ. Trọn giây phút lao sao cho anh biết ngày dài tương tư. Em cho anh từng đêm trôi rất nhẹ nhàng để cho anh chờ mong. Dạ. Thằng đầu. Cởi ra. Ơi, xin hãy gửi đến em rằng anh yêu em. Ngồi xuống đi. Từ từ. Lấy thuốc. Tự đau chứ bộ. Để cho con tim còn chút nhớ nhung. Tuổi xuân nào qua rồi. Đời nay con hứng hờ. Hãy xóa hết đau thương người. Sao? Có cần đi bệnh viện không? Thì nhiêu đây mà nhầm nhỏ gì. Với lại bệnh viện quá tải rồi, khỏi phải khám. Vậy thì đi bệnh viện quốc tế, tôi trả tiền cho. Hay quá, giàu quá. Cho nên mới đưa xe cho người ta đi luôn đúng không? Biết vậy hả? Tôi để cho đi luôn. Ngồi im đi, nói nhiều quá. Này gió ơi, xin hãy gửi đến em rằng anh yêu em, rằng anh rất yêu em. Từ bấy lâu anh gì vậy? Nhẹ nhẹ thôi. Ngồi im coi. Đâu mà, không biết làm không vậy? Ngồi im đi. Tôi đâu? Ây da, ây da, từ từ thôi. Ây da, từ từ thôi. Tuổi xuân nào qua rồi, người nay con hứng hờ. Hãy xóa hết đau. Mà buổi chiều nào á, anh cũng sẽ theo dõi tôi hết hả? Tôi đâu, đâu có đâu. Tại vì đường nhà tôi đi ngang công ty chứ bộ. Từ từ thôi. Nói xạo còn không biết nói xạo nữa. Làm như tôi không biết đó hả? Nhẹ nhẹ anh thôi. Ở đâu? Làm gì vậy? Thì thấy ai đó cũng được được. Cũng hay hay. Tôi mới mà buổi sáng tôi phải dậy trễ. Cho nên hả buổi chiều tôi đi theo thôi. Công nhận anh cũng rảnh thiệt á. Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh thiệt nha. Biết vậy thì tốt. Đau, 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 đau. Đau, đau. Anh đau quá, ây da. Đau quá, ây da. Ngồi xích ra. Ai cho ngồi gần vậy? Thì đau mà. Đau quá. Khổ đau là ngồi gần hả? Đau quá. Cho nơi ta có rời xa. Ah.
Nằm êm nha. Và cả công ty nữa. Chị, có phải là hôm qua sếp kêu chị vô phòng là vì chuyện này đúng không? Em xin lỗi chị, vì những tin đồn này mà ảnh hưởng đến chị. Chứ chúng ta trong sạch, mặc kệ người ta muốn nói gì nói. Trong sạch thôi, chưa đủ đâu. Vậy thì bây giờ chị muốn phải làm sao? Cô ấy nghĩ về mình như thế nào ta? Có lẽ cô ấy không có tình cảm với mình thật. Tốt nhất là mình nên chấm dứt chuyện này đi. Nam có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có chuyện gì, Nam nói đi. Hân mở cổng đi. Hân mở cổng thì Nam mới nói chuyện được. Dạ Hân. Nam không ngủ được. Lúc nào Nam cũng nghĩ về Hân. Tất cả những trò Nam bày ra chẳng qua là Nam muốn cho Hân chú ý. Tại sao Hân lại lạnh lùng như vậy chứ? Cảm ơn chị đã đối xử tốt với con gái tôi như vậy. Mà tôi biết là chị muốn tốt cho đứa cháu của mình, nhưng tôi nghĩ chị không nên quá tốt với con gái của tôi như vậy. Nó với chồng Hưng không có danh phận gì cả. Từ giờ á, anh đừng có đi theo tôi nữa. Tôi có gặp chuyện gì á kệ tôi. Tôi không thích cái kiểu mà hả cưa cẩm rồi cái đi theo tôi á cứ như lặng trộm vậy đó. Ủa thì cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, ai biểu cô quan tâm tôi làm gì? Điện thoại anh có chụp hình không? Có. Ủa làm gì? Nè, tôi cho anh chụp hình thoải mái luôn, khi nào mà anh nhớ á thì anh lấy ra mà coi.